không, Tề Thiên Đại Thánh. Hầu Vương Ngộ Không từng đại náo thiên cung 500 năm trước, khi hắn một mình đánh bại 10 vạn thiên binh. Với hành động kinh thiên động địa đó, Ngộ Không bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn. Khi được giải thoát, hắn trở thành một đấu sĩ chiến đấu cho cung điện ánh sáng. Sau đây là các kỹ năng của Ngộ Không. Vô địch thiên hạ. Mỗi lần Ngộ Không tung một chiêu thức, đòn đánh thường tiếp theo của hắn được cường hóa gây sát thương vật lý, đồng thời khiến hắn lập tức áp sát mục tiêu. Tất cả các chiêu thức của Ngộ Không đều xoay quanh nội tại vô địch thiên hạ. Nội tại này giúp cho Ngộ Không trở thành một sát thủ khi áp sát kẻ địch trong thoáng chốc và làm đa dạng các chiêu thức của Ngộ Không hơn. Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa các kỹ năng và đòn đánh thường giúp Ngộ Không gây ra lượng sát thương cực lớn. Phân thân thuật, Ngộ Không tạo ra một phân thân hệt như bản thể rồi lập tức tiến vào trạng thái tàng hình. Khi biến mất, phân thân sẽ phát nổ, gây sát thương vật lý. Sau khi tung chiêu, Ngộ Không sẽ được tăng 40% tốc chạy trong 1 giây. Để tạo một pha ganh bất ngờ, hãy đứng trong bụi cỏ và tàng hình lao vào tấn công. Nạn nhân sẽ lên bảng đếm số mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Lưu ý, hãy tận dụng bóng phân thân của Ngộ Không hợp lý để gây ra lượng sát thương lớn nhất cho cả địch. Cân đổ vân, Ngộ Không cường hóa bản thân giúp tăng 100 giáp vật lý và kháng phép trong 3 giây rồi lướt về phía trước. Kỹ năng này gia tăng độ cơ động của Ngộ Không khi có thể vượt qua một số địa hình. Ngoài ra, Ngộ Không cứng cáp hơn khi tấn công kẻ địch trong 3 giây sau khi kích hoạt. Kết hợp cân đầu vân và nội tại vô địch thiên hạ giúp cho Ngộ Không tiếp cận mục tiêu từ khoảng cách rất xa. Gậy như ý, Ngộ Không vung gậy tấn công kẻ địch xung quanh, gây sát thương vật lý và làm choáng kẻ địch trúng đòn trong 1 giây. Chuỗi chiêu thức mạnh nhất của Ngộ Không là cân đầu vân, tiếp đến gậy như ý và phân thân thuật. Hãy sử dụng hợp lý để tiêu diệt sớm những kẻ địch mỏng manh như xạ thủ và pháp sư. Việc kết hợp gậy như ý với các chiêu thức khống chế diện rộng cùng đồng đội sẽ giúp bạn chiến thắng giao tranh cực nhanh gọn. Chúc các bạn sớm thông thạo Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh cực kỳ bá đạo này.